Vô đi. Dạ, bác cho gọi con. Đóng cửa lại. Dạ. Dạ, bác gọi con có chuyện gì không ạ? Chuyện thứ nhất, tuy tôi đồng ý để cô đến nhà máy làm việc, nhưng cô phải chú ý sức khỏe. Đừng làm gì để ảnh hưởng tới cháu nội của tôi đó. Dạ, con biết rồi ạ. Điều thứ hai, cho dù cô làm gì, phải tuyệt đối nghe lời tôi, đồng thời giám sát chặt con Hân và báo mọi việc cho tôi biết. Dạ, con nhất định sẽ làm theo lời bác căn dặn. Xong rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Dạ, con xin phép. Ừ. Đừng nghĩ cô có thể trở thành con dâu của tôi một cách đường đường chính chính. Cô chỉ là con cờ để cho tôi lợi dụng kềm hãm nhà hơn thôi. Nếu có trách, cô hãy tự trách mình vì đã sinh ra bởi một người mẹ không ra gì.